Nói về chủ đề triệt lông, tại sao phải nói về một chủ đề rất là đơn giản? Thực ra nó đi từ những cái tai biến trên thị trường thẩm mỹ hiện nay. Đó mới là mục tiêu của bác sĩ khi bác sĩ đặt ra một cái chủ đề nghe tưởng chừng là rất đơn giản nhưng mà thật ra là có tai biến đằng sau nó nhiều nhưng mà mọi người lại không biết. Ví dụ như là phỏng do triệt lông, hoặc là tăng sắc tố sau viêm do triệt lông, hoặc là bị một cái tình trạng đó là lông mọc ngược, dậy sừng nang lông, viêm nang lông. Đó là tất cả những cái lý do đằng sau cái việc triệt lông bằng laser mà chúng ta tưởng chừng như là nó rất là bình thường. Vậy thì lý do tại sao nó lại có những cái biến chứng giống vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái lý do tại sao nghe. Triệt lông bằng laser hoặc là triệt lông bằng IPL, đây là một cái phương pháp điều trị da thẩm mỹ mà đã được Cục Dược phẩm Hoa Kỳ là FDA phê duyệt vào năm 1995, chứng tỏ là đây là một cái công nghệ điều trị mà phải được các tổ chức y tế chấp thuận. Vậy thì cái người mà thực hiện triệt lông chắc chắn sẽ không có phải là những bạn mà gọi là những cái cơ sở mà để mà được triệt được cái chứng, được cái giấy phép mà cho cái việc triệt lông á, thì cũng là phải là những cái phòng khám ha. Rồi, phòng khám chuyên khoa da liễu có chứng chỉ hành nghề và có danh mục kỹ thuật. Mình sẽ thấy là phòng khám có luôn cả danh mục kỹ thuật cho cái việc hoạt động là điều trị triệt lông bằng IPL, phải có cái danh mục đó chứ nếu không á là rất là dễ là bị phạt ha. Nếu như mà đơn vị nào không có cái danh mục này thì cho dù là phòng khám da liễu đi, nhưng mà khi mà mình không có những cái danh mục kỹ thuật bổ sung hoặc là nó gọi là danh mục hành nghề đó thì chắc chắn là mấy bạn vẫn sẽ bị phạt. Nó còn có thể sử dụng ở trên bất kỳ cái phần nào trên cơ thể, kể cả vùng mặt. Đó là những cái thông tin mà triệt lông bằng IPL hoặc là bằng laser được phép thực hiện. Triệt lông có vĩnh viễn hay không? Vì sao mấy bạn sẽ nghe những cái thông tin là của bên hãng máy, người ta bán xong người ta nói thôi máy chị triệt hay lắm em ơi, triệt xong là coi như là triệt vĩnh viễn luôn, không mọc. Xong mình thử xong mình thấy ok, triệt xong nó không mọc thiệt đó, 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng thấy mọc, thôi giờ mình bán liền, mình sẽ bán liền mà mình quảng cáo là triệt lông vĩnh viễn suốt đời không mọc, thì coi chừng mình há miệng mình mắc quai nha. Đó là sao, mọi cái lời mình nói nó phải đi từ cái cơ chế sinh lý của cơ thể, cơ thể mình có làm được chuyện đó hay không thì lúc đó mình hãy hứa ha. Rồi vậy thì để biết cơ thể có làm được cái chuyện đó hay không thì chúng ta phải quay trở lại cái cấu trúc của nang lông. Nhờ bộ phận hình ảnh cho dùm bác sĩ cái đây, chúng ta sẽ thấy được cái cấu trúc của nang lông là hai cái hình ở ngoài cùng đó, hai cái cọng lông bên ngoài. Thì ở dưới cái cấu trúc của nang lông chúng ta sẽ thấy đó có một cái sợi nhỏ xíu ở bên dưới, nó sẽ có là mầm sinh lông cộng với lại có động mạch và tĩnh mạch để mà nó nuôi cái sợi lông, sợi tóc ha. Vậy thì khi chúng ta triệt á, năng lượng của IPL á, hoặc là năng lượng của Eli á, nó sẽ làm cho cái nó sẽ bắt những cái tế bào melanin, nó sẽ bắt những cái tế bào melanin, xong rồi nó sẽ bắt những cái tế bào như là những cái mạch máu, động mạch và tĩnh mạch. Thì do đó nó đối với khi mà cọng lông này nó ngậm một cái lượng nhiệt, nó dẫn một cái lượng nhiệt xuống được tận dưới cái gốc nang lông thì nó sẽ làm cho những cái mầm sinh lông cộng thêm những cái mạch máu nuôi lông nó sẽ bị triệt tiêu đi. Rồi tuy nhiên á, hệ mà mạch máu mà nuôi sợi lông nó bị triệt tiêu nhưng mà không có ai nói trước được chuyện nó sẽ mọc lại. Tại vì sao? Cơ thể mình nó có một cái sự tái sinh, nó có một cái sự phục hồi. Do đó đó, cái việc chúng ta triệt được cái mầm sinh lông tại thời điểm đó thôi nha, sau một thời gian 1 năm, 2 năm, 3 năm, cũng có khi là nó không mọc nữa, nhưng mà cũng có lúc đó là những cái mạch máu nó sẽ được tái sinh, nó sẽ được nuôi dưỡng trở lại và sau đó nó sẽ lại phát triển tiếp ở trên cái mầm sinh lông đó và bắt đầu sợi lông đó nó sống dậy, hoặc là cái sức sống của nó sẽ yếu hơn, nó không có còn ra một cái sợi lông cứng chắc màu đen đậm mà nó sẽ yếu ớt hơn, nó sẽ ra những cái cọng lông mà nó tơ hơn, mềm hơn, mượt hơn và mỏng hơn. Đó đó là cái kết quả của cái việc chúng ta triệt lông nó thành công. Còn lại nếu như mà bạn nào mà bán dịch vụ mà cứ hay hứa đó là triệt lông bảo hành vĩnh viễn, mua 3 lần hoặc một gói 10 lần vậy đó, rồi bảo hành vĩnh viễn là mấy bạn cẩn thận nha. Mấy bạn há miệng mắc quai, mấy bạn tính tiền đã rẻ rồi, tại vì mấy bạn chạy theo cái số lượng mà mấy bạn chạy theo cái giá rẻ. Sau đó mấy bạn lại còn dám bảo hành nữa thì lúc đó đó là mấy bạn làm hoài luôn, nhiều khi cọng lông nó cũng rụng, nó rụng xong 3 tháng sau quay lại nữa. Nha, đó đó là bác sĩ nhắc nhở để cho mọi người nhớ nha, tất cả mọi thứ là nó sẽ đi theo cái nguyên tắc của cái việc triệt lông.
nói là bác sĩ không có hứa là trượt lông mà nó vĩnh viễn, mà nó chỉ là ở một thời điểm nào đó, nhưng mà quan trọng là thời điểm đó nó sẽ kéo dài được 3 năm, 5 năm tới chừng đó thôi, chứ không có thể nào kéo dài hơn. Và một cái điều mà bác sĩ thấy trong cái 10 năm mà bác sĩ ngồi làm về da liễu thẩm mỹ đó là những trường hợp trượt lông ha, mà chúng ta lại dưỡng ẩm lên cái vùng mà chúng ta trượt á, thì sợi lông nó sẽ sống lại rất là nhanh, giống như là kiểu chúng ta làm trong một cái cây á, nó chết, nó héo đi, xong chúng ta lại dưỡng vô trong đó thì sợi lông nó sẽ phục hồi rất là nhanh. Nó sẽ sống lại đó mọi người. Đó là lý do tại sao mà bác sĩ hay nói là trượt lông thì nó không có vĩnh viễn, nó chỉ ở một mức độ tương đối thôi. Dĩ nhiên ví dụ như trong 100 cộng lông chúng ta trượt ra thì nó sẽ có khoảng là 20% tỷ lệ mọc lại, tỷ lệ mọc lại rất ít, mà thậm chí là thời gian mọc lại nó lâu nữa. Như vậy là chúng ta đã đủ hài lòng với việc chúng ta trượt lông một đơn vị rồi. Rồi, bây giờ mình nói tới câu hỏi thứ hai, đó là tại sao có những bạn hỏi bác sĩ là chị ơi sao em trượt lông mà nó không có hết, em trượt cái vùng 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 như là vùng chân nè, vùng nách nè đó thì nó hết, nhưng mà khi em trượt vùng mép hoặc là vùng mặt thì nó không hết, mà em trượt cùng một chỗ. Như vậy thì chúng ta sẽ quay lại cái hình mà khi nãy mình có cộng lông với lại có một loạt các tia laser đó, thì chúng ta sẽ thấy tại sao bây giờ công nghệ trượt lông rất là nhiều. Có những trường hợp nó chị ơi em trượt, bên em có máy laser xịn lắm, cho dùm em cái hình nó to lên một chút. Đó là tại sao đó, bên em có máy laser rất là xịn mà triệt được hiệu quả, rồi bên nọ lại kêu là tại bên em có máy IBL xịn. Thì chúng ta sẽ coi ha, cái mức độ xuyên thấu cái hình mà bên cạnh mà bác sĩ muốn cho mọi người thấy á, đó là cái hình về mức độ xuyên thấu của cái tia laser xuyên xuống sâu ở dưới cái bề mặt da. Thì đối với những cái năng lượng IBL thì nó sẽ có cái mức sóng là từ 600 ha, 540, tùy theo cái IBL nó sẽ có từ bước sóng là 408 đến 1200 nanomet. Thì 408 đến 1200 nanomet này á thì nó sẽ có cái độ xuyên thấu xuống ở dưới tầng, gọi là tầng ở dưới da. Thì chúng ta thấy là trong tất cả những cái độ xuyên thấu thì cái IBL nó xuyên thấu tốt nhất, và đồng thời á, với cái phổ năng lượng của IBL nó rộng giống như vậy thì nó sẽ trên đường nó đi á thì những mục đích của nó sẽ được hoạt động mạch hóa, như là đầu tiên là mạch máu, do đó nó trị được cái lông, do là nó cơ chế là teo cái mạch máu lại. Cái thứ hai nữa là cơ chế của sắc tố. Vậy thì trên đường nó đi, tất cả những cái gì là melanin nó sẽ bắt và nó sẽ phá vỡ. Vậy thì những cái vùng lông như là vùng ria mép nè, vùng mặt nó sẽ không có hiệu quả đối với cái IBL nhiều, tại vì cái lông ở nó không có đậm màu, cái gốc nang lông không có dày. Vậy thì muốn trị lông ở vùng ria mép, vùng mặt thì chúng ta sẽ dùng laser gì? Chúng ta sẽ dùng laser là 1064 ha. Và 1064 này nó sẽ có cái chế độ, nó phải có được cái chế độ trượt lông kìa. Thì laser Pico mà bác sĩ đang sở hữu á thì có cái công nghệ này, cho nên bác sĩ rất là thích bắn cái ria mép cho những cái khách hàng nào mà chỉ có bị vùng ria mép mà gọi là hơi xám xám thôi. Tại vì vùng đó mà nếu như chúng ta bắn cái năng lượng của IBL á thì nó sẽ gọi là chúng ta phải sử dụng năng lượng lớn. Và khi chúng ta sử dụng năng lượng lớn giống như vậy á, thì cái nguy cơ của cái việc là phỏng da rất là cao. Do đó đó, an toàn nhất bác sĩ vẫn hay cho bệnh nhân là trị lông mặt bằng cái laser Fortuna hoặc là laser Pico, hoặc là trị ria mép thì cũng sẽ sử dụng là laser Pico hoặc là Fortuna luôn. Rồi còn trị những vùng như là vùng nách nè, vùng chân nè, rồi vùng lưng hoặc là vùng ngực, ở một trường hợp ở những cái nam thanh niên thì lúc đó là mình sẽ sử dụng IBL là gọn nhất. Đầu tiên á là chúng ta sẽ đến với cái đối tượng mà phù hợp với cái việc triệt lông. Thì thật ra là những đối tượng triệt lông là vẫn là một cái về mặt thẩm mỹ, cho nên nó quan trọng là bạn có thấy cái lông của bạn nó nằm ở vị trí đó nó mất thẩm mỹ hay không thì chúng ta đi triệt. Ví dụ như chị em nào mà cảm thấy mất tự tin cho cái việc là lông nó mọc đầy ở trên cái cánh tay, chúng ta đeo vòng cũng không đẹp, rồi lúc mà nói chuyện mọi người cứ hay tập trung nhìn vô tay mình là mình mất tự tin đó, thì chúng ta đi triệt lông. Trường hợp mà cần đi triệt lông thứ hai đó, đó là những cái bạn có tình trạng dày sừng nang lông. Tại sao hồi nãy bác sĩ nói là triệt lông mà nó gây ra dày sừng nang lông có luôn, hoặc là lông mọc ngược, đó là do khi mà mấy bạn triệt không đúng. Thường một cái động tác mà mấy bạn sẽ ba mấy bạn hay làm đó, đó là mấy bạn sẽ lấy dùng một cái dao lam hoặc là dao cạo để mấy bạn cạo cho cái sợi lông đó, nó chỉ còn khoảng cách cái bề mặt da khoảng một hai
mm thôi, tại vì 1-2 mm đó nó sẽ là cái nguồn để nó dẫn cái ánh sáng IPL đi xuống với lại cái gốc nang lông. Ví dụ như cái dương sỉ mà chúng ta hay 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 thấy á, trước khi nó lú đầu lên á, là cọng lông nó cứ tròn tròn vậy đó, và khi cọng lông nó không lên được trong da mà cái ngọn của cái cọng lông nó lại đâm ngược xuống dưới thì nó sẽ gây ra tình trạng viêm nang lông ha. Chưa kể là những cái con vi trùng thường trú ở trên da, kể cả cái con vi trùng acne, nó cũng có khả năng nó tồn tại trên bề mặt da, và khi nhiều yếu tố phối hợp đó nó sẽ gây ra tình trạng viêm nang lông đầu đó. Đó là những lưu ý mà bác sĩ nói là nếu như mình điều trị đúng thì nó sẽ là một phương pháp điều trị tốt, nếu như chúng ta làm không đúng thì nó sẽ là một cái gây ra một cái tình trạng bệnh lý tiếp theo hoặc là bất thường tiếp theo của cơ thể. Do đó những trường hợp mà dày sừng nang lông hoặc là da vảy cá, là chúng ta thấy là cái chân nó cứ dày lên, mỗi cái nốt nang lông nó là một cái chấm đen đó, rồi da cứ dày giống như là vảy con cá vậy đó, thì chúng ta sẽ cho triệt lông, và dĩ nhiên kèm theo thuốc uống, thuốc bôi để bổ sung cái vitamin để giảm cái tình trạng khô da và bạc đi bớt lớp sừng. À, thế là mọi người còn một điều nữa là mọi người rất là thích triệt lông mặt. Đây là một cái điều mà bác sĩ không có tán thành và cũng không có khuyến khích luôn. Tại vì sao? Vùng lông khác thì thôi, cơ thể của chúng ta, da chúng ta dày lắm, cũng cần quan tâm đến nó. Da dày, tại bản chất cái da chúng ta nó là cơ quan bảo vệ, mà những vùng khác như vùng tay, vùng chân, vùng đùi chúng ta thấy mà cọng lông nó thô thiển quá thì thôi chúng ta sẽ tẩy nó đi, triệt nó đi. Nhưng mà vùng mặt á, trừ khi nào mà mấy chị có những cái lông mà gọi là đen hết mặt luôn, làm cho làn da chúng ta lúc nào cũng sạm, cũng xám á, nó xấu xí á, thì lúc đó chúng ta hãy nghĩ đến phương pháp triệt lông vùng mặt. Còn nếu như chị không có tấm hình mà IPL phẩm, chứ mà nếu mà bác sĩ cái hình nhiều quá em bác sĩ kiếm không ra đó, mọi người mà thấy cái tình trạng IPL phỏng á là mọi người sợ luôn. Tại vì sao? Phỏng của IPL nó không có phải là phỏng liền ngay lập tức nha, phỏng của IPL nó là về nhà yên ổn xong rồi ngày mai tự nhiên bắt đầu nó rộp nước lên đó, cái đó mới là nguy hiểm và chúng ta xử lý đó là phỏng muộn. Đối với phỏng IPL chúng ta sẽ thấy một cái bảng tiếp xúc của IPL, đó là hình chữ nhật, và khi chúng ta bắn đó, là chúng ta sẽ bắn đều trên bề mặt da của chúng ta luôn đó. Như vậy thì khi chúng ta bắn đều hết trên bề mặt da chúng ta luôn, mà nếu mà nó quá tải năng lượng mà nó phỏng một chỗ là mấy bạn thấy đi, cứ y như là mấy bạn xếp gạch mà mấy bạn xếp rất đều trên một cái nền da, phỏng như vậy là phỏng rất là nặng nề ha. Rồi tiếp theo cái câu hỏi đó là triệt lông bằng laser thì có đau hay không? Đối với những cái tia laser á, hoặc là IPL khi chúng ta phóng xuống thì cái mục đích của nó sẽ là, ví dụ như mục đích của nó sẽ là hemoglobin, sẽ là melanin, vậy thì cái tia của nó phát ra nó sẽ có kèm năng lượng và kèm nhiệt lượng. Do đó đó chúng ta sẽ cảm giác nó hơi nhói một chút xíu ha, trong phạm vi chịu đựng được. Và từ từ đối với những cái làn da mà da mỏng, đối với những làn da da mỏng, lông mỏng và trắng thì cái làn da đó nó sẽ không đau. Tại vì sao? IPL nó không có được hấp thu nhiều ở trên bề mặt da. Nhưng mà đối với những cái làn da nâu, da đen hoặc là những cái vùng lông đen, ví dụ như lông ở vùng bikini, thì lúc đó nó cái độ hấp thu nó rất là cao. Do đó chúng ta sẽ phải cẩn thận những cái vùng đó. Thứ nhất nó sẽ hiệu quả, tuy nhiên nó sẽ gây ra một cái tác dụng phụ, đó là rất là dễ phỏng trên những vùng mà lông cứng, dạ, dày sừng ha. Một liệu trình kéo dài trong bao lâu? Thường á, về nguyên tắc triệt lông thì tất cả mọi người cũng sẽ đi theo một nguyên tắc của cái chu kỳ sinh lông ha, chu kỳ của cái sợi lông, chu kỳ sinh trưởng của cái nang lông á. Thì chúng ta sẽ qua những cái giai đoạn, nó còn có giai đoạn mà phục hồi là giai đoạn tăng sinh nè, rồi giai đoạn ngủ đó. Đó thì đối với những cái trường hợp mà triệt lông, khi chúng ta thấy cái mầm sinh lông nó đang phát triển và lông cái vùng đó nó cũng đang phát triển, thì chúng ta có thể triệt liên tục theo hình thức là triệt liên tục mỗi tuần với cái năng lượng vừa đủ. Mục tiêu á là để cho nó diệt luôn cùng một lúc những cái mạch máu, chúng ta tưởng tượng 2 giờ chúng ta diệt được 10 phần cái mạch máu, nó ngắt ngoắt quẻo, nó chuẩn bị chết rồi nhưng mà nó vẫn có cơ chế tái sinh, thì sau đó chúng ta lại dập nó thêm một lần nữa thì chắc chắn nó sẽ ngủm luôn. Rồi như vậy thì chúng ta đối với bác sĩ ha, nguyên tắc điều trị bác sĩ sẽ hướng cho mọi người đó là đi trong giai đoạn đầu á, là khoảng một tuần một lần, tùy theo cái mức độ chúng ta có thể đi 2-3 lần hoặc 5 lần. Sau đó chúng ta sẽ đi giãn ra nha, tại vì cái mầm sinh lông hoặc là cái sợi lông nó đang, nó có thể nó trong giai đoạn nó ngủ, thì khi nó ngủ thì cũng rất là lâu, cho nên chúng ta cứ đợi nó gần hết để chúng ta sẽ tính sổ đó. Tác dụng phụ và những cái rủi ro của laser, thì tác dụng phụ của rủi ro của laser là nguy hiểm nhất, đó là nguy hiểm nhất đó là phỏng da. Rồi bạn hỏi là sau khi triệt lông thì bạn hỏi là sau khi triệt lông á thì cọng lông có mọc trở lại hay không? Thì sau khi triệt lông thì giống như bác sĩ nói rồi, nếu như cái
gọi là cái mầm sinh long, hoặc là cái mạch máu động mạch tĩnh mạch nó hôm nay nó nuôi cái mầm sinh long nó chết luôn, thì rồi chúc mừng bạn, lông của bạn nó sẽ không có mọc lại, tại vì nó không có một cái mầm sinh long từ đâu nó chạy ra hết, cũng không có thể nào nhân bản được. À, nhưng mà nếu như nó không có chết mà cái tim mạch máu nó chỉ có teo lại thôi, vậy thì nó cũng có khả năng nó phục hồi một ngày nào đó, ngày đó sẽ không biết bao giờ, nó có thể là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 3 năm chẳng hạn. Cho nên những bạn nào mà muốn giữ uy tín của mình trên thị trường thì tốt nhất á, là mình làm gì mình phải hiểu nguyên tắc là mình có nên hứa hay không, có dám hứa hay không. Khi mà lời hứa của chúng ta nó không có đúng với khoa học thì chúng ta hứa là coi chừng chúng ta há miệng mắt quay. Rồi trường hợp mà những tác dụng phụ và rủi ro thì tác dụng phụ đó đầu tiên là phỏng ha, thứ hai á là nếu như trên bề mặt da mà có những cái tình trạng, ví dụ chúng ta hay bị nhầm giữa cái chuyện là chúng ta có những cái mụn nhỏ nhỏ li ti, chúng ta nghĩ nó là mụn mụn viêm bình thường nhưng mà thật ra nó mà là thủy đậu đó ha, hoặc là những cái tình trạng giống như vậy đó là cái viêm mủ nang lông đó, thì khi mà gặp những tình trạng giống như vậy mà chúng ta bắn năng lượng không kiểm soát tốt thì nó có rất rất là dễ gây ra phỏng da, và đồng thời nó sẽ tăng sắc tố luôn, sưng viêm hoặc là tấy do chúng ta sử dụng cái cường độ năng lượng không đúng, và chúng ta quên sử dụng cái thấu kính lọc tia. Thì hiện nay á, các IVL mà tốt nhất hiện nay thì người ta cũng đã xài những cái IVL có kính lọc tự động, có nghĩa là chúng ta sẽ chỉnh năng lượng nào vào trong máy nó sẽ tự động nó lọc chỉ cho một cái đoạn năng lượng đó đi qua thôi. Rồi vậy thì câu hỏi tiếp theo dành cho những phụ nữ mang thai nè, đó là có thể tẩy lông bằng laser khi đang mang thai không? Không có đề tài nào hiện nay ha, không có đề tài nào nghiên cứu mà laser trên phụ nữ mang thai hết, tại vì laser nó rất là lành tính. À, nhưng mà nó sẽ dùng cho điều trị, nhưng mà những phụ nữ mang thai á thì lại là chống chỉ định cho cái việc là nghiên cứu. Vậy thì không có nghiên cứu nào để mà đưa ra một khuyến cáo hết, do đó mới lại phải nhớ là hỏi là được hay không. Thì về cơ chế laser á, nó tác động tại chỗ, nhưng mà để mà khuyến cáo là được á thì không đúng, tại vì sao, không có nghiên cứu để nói về được, nhưng mà rõ ràng không có nghiên cứu để nói nó không được, tại vì sao, nó cũng biết nó được để nó không được, tại vì không có ai nghiên cứu trên tập khách hàng mà đang mang thai và cho con bú hết, những cái đề tài nghiên cứu nó đều bị bác bỏ do vi phạm nguyên tắc y đức. Đó là một một vài cái lưu ý tại sao chúng ta nói có những bạn nói ôi IVF không được làm cho bệnh cho phụ nữ mang thai đâu, ủa nghiên cứu nào nói lên điều đó. Rồi xong cũng có bạn nói ủa IVF được làm cho phụ nữ mang thai, cũng đâu có nghiên cứu nào nói lên điều đó đâu. Cho nên nó là chúng ta phải nhớ là nếu như chúng ta có xài á, chúng ta muốn xài mà chúng ta thiết tha quá, thì một á, là chúng ta đợi mà gọi là qua cái tam cá nguyệt thứ nhất á, là 3 tháng giữa thai kỳ, thì thai kỳ ổn định rồi, lúc đó chúng ta có thể xài những cái tia laser tác động tại chỗ. À, hoặc là nếu như chúng ta không có gì gấp thì chúng ta đợi mà xong xong đi rồi chúng ta làm, lông nó cũng còn ở đó mà nó không chạy đi đâu đâu hả. Rồi tẩy lông bằng laser có gây ung thư không? Triệt lông bằng laser không gây ung thư nha, trừ khi đó là cái vùng đó của mấy bạn đó, nó đã có mầm móng của tế bào ung thư rồi, ví dụ như có một cái nốt ruồi mà nó có thể là nó gây, nó nốt ruồi đó là cái biểu hiện của một cái ung thư da tại chỗ, mà khi mà chúng ta khám đó, ngay từ lúc đầu đó, cái người mà làm điều trị người ta sẽ không thấy. Thật ra nếu như mà người ta có thấy mà người ta nói trước à chị bị ung thư trước rồi nha, đây là cái dấu hiệu của ung thư này, chị phải đi chữa này trước khi tôi làm triệt lông cho chị, thì lúc đó đó coi như là hai bên rất là thoải mái với nhau, không có chuyện đổ thừa đổ lỗi, mà bệnh nhân cũng sẽ biết để mà bệnh nhân đi điều trị, và coi như là cái bên mà điều trị IVF á, người ta cũng vô can nữa. Còn nếu như mà không biết thì tự nhiên cái bắn đã đời cái xong cái tự nhiên đau đau nó cái nốt nó bắt đầu nó to ra, mà thật ra bản chất là nó đã có từ trước, và cái bắt đầu nó to ra theo thời gian, sau khi mình triệt hết vùng lông cũng phải 10 lần cái nó to lên, cái bắt đầu hai bên đổ lỗi cho nhau thì lúc đó nó mới có chuyện thôi, chứ nếu chúng ta chẩn đoán ngay từ ban đầu thì chắc chắn nó sẽ không có tình trạng ung thư trên những bệnh nhân mà triệt lông. Rồi sự khác biệt giữa IVL và điều trị bằng laser thì như chúng ta đã biết á, IVL với laser là hai phương pháp này, là hai cái công nghệ này là hai công nghệ hoàn toàn khác nhau luôn, nhưng mà mọi người hay đánh đồng nó chung một cái tên gọi vậy đó, thì nó khác hoàn toàn nha. Tại vì sao, cái ánh sáng IVL á, là một cái chùm ánh sáng, một chùm ánh sáng với cái dải ánh sáng rất là rộng, nó từ 480 cho đến 1200 nanomet, và trong cái chùm ánh sáng đó thì cái phổ ánh sáng của nó rất là rộng như vậy, cho nên cái mục đích của nó cũng không có được tập trung, không có được focus vào một cái mục đích nào hết, và do đó nếu như chúng ta triệt lông bằng IVL á thì cái mức độ hiệu quả chắc chắn nó sẽ không có hiệu quả bằng cái triệt lông bằng laser. À, còn cái tia laser là sao, laser có nghĩa là một cái dạng
mình phải nói là laser có nghĩa là nguồn phát của nó sẽ là phải là nguồn cưỡng bức ha. Năng lượng laser nó gọi là năng lượng cưỡng bức đó. Thì đối với cái laser này mà tạo ra năng lượng cưỡng bức thì tùy loại laser, có những loại laser chỉ có là một xung một cái bước sóng thôi, ví dụ như laser NDZ đi, thì bước sóng của nó chỉ có là 10.1064, rồi sau đó nó sẽ chia bước sóng ra bằng một nửa, đó là 532, cho nên NDZ nó đang có hai bước sóng là 1064 và 532. Hoặc là những cái laser ví dụ như là diode laser đi, có bước sóng là 830, hoặc là cái Alexandrite thì nó sẽ có bước sóng là 795 đó, nanomet. Thì đối với những cái loại laser đó nó sẽ có một cái bước sóng riêng, và tùy theo cái mục đích mà cái người bác sĩ muốn là cái gì thì lúc đó cái người bác sĩ sẽ phải biết là chọn cái laser nào cho phù hợp đó. Đó là sự khác biệt. Như vậy thì đối với những cái vùng mà lông không có đậm màu như là vùng ria mép, vùng mặt á, thì thường bác sĩ hay bắn bằng laser pico à, tại vì laser pico nó có một cái thông số riêng, cái con laser pico mà bên bác sĩ sở hữu á, là nó có cái thông số chuyên cho cái vùng triệt lông nha. Bắn tới đâu á, là lông nó xém tới đó, và cái bề mặt da nó không hề bị tổn thương, không có nguy cơ phỏng ha. Do đó bác sĩ hay dùng cái laser pico đó. Các bạn thấy là Fortuna Star Walker Mark X nha, dòng đó là dòng mới nhất luôn. Thì đối với cái dòng này là nó sẽ không có gây ra một cái tổn thương phỏng trên bề mặt da. Rồi, triệt lông bằng công nghệ IVL thì khi nãy bác sĩ có nói rồi ha, triệt lông bằng công nghệ IVL thì đầu tiên á, mấy bạn sẽ phải cạo đi cái lớp lông mà đang dài ở trên bề mặt da để tạo ra một cái đường dẫn nhỏ ngắn và tập trung năng lượng cần thiết, để cái năng lượng của cái đường dẫn đó nó sẽ đưa cái nguồn năng lượng xuống để mà nó triệt tiêu được những cái mầm sinh lông và những cái mạch máu. Như vậy thì khi mà làm triệt lông, quan trọng hết đó là cái kiểm tra của cái mức độ hiệu quả sau mỗi lần triệt. Khi chúng ta làm nhổ khi chúng ta triệt lông xong đó, chúng ta sẽ phải có một cái dụng cụ là cái nhíp để chúng ta kiểm tra đầu tiên cái sợi lông ở cái vùng đó. Chúng ta sẽ phải nhấc sợi lông nó lên, và khi chúng ta rút cầm cái nhíp, chúng ta rút sợi lông nó lên mà chúng ta sẽ cảm nhận là không có cái gì giữ nó lại, tại bình thường nó sẽ có cái bao bao của cái nang lông không. Thì nếu như nó không có cái gì giữ lại á, thì coi như cái bao nó bị teo rồi, nó teo do lượng nhiệt đó mấy bạn. Rồi cái thứ hai là chúng ta nhổ lên mà bệnh nhân không có cảm giác đau á, thì lúc đó là gọi là triệt lông của một lần đó nó hiệu quả. Và sau đó về á, thì chúng ta sẽ thấy là những sợi lông nó vẫn sẽ nhú lên nhưng mà nó rơi ra, nó tự rơi, chúng ta có thể cầm tay chúng ta nhổ được. Và mấy bạn biết á, là khi triệt lông bằng IVL nó hiệu quả nhất ở vùng nào không? Những vùng lông cứng ha, dày, nói như đó thì mấy bạn biết là vùng nào nó hiệu quả cho việc triệt lông rồi ha. Cứ vùng nào mà lông càng cứng càng dày thì triệt càng nhanh ha. Nhưng mà giai đoạn đầu á, nó sẽ khá là đau, tại vì năng lượng nó tắt cái ở vùng nang lông rất là mạnh. Nhưng mà chỉ sau những cái lần sau lần đầu thôi, chứ lần thứ hai thứ ba là triệt xong đó, là chúng ta sẽ thấy rất là khỏe, tại vì gọi là độ đau nó không nhiều. Mà quan trọng hơn hết là chúng ta sẽ thấy cái độ mịn nè, độ mượt của những vùng mà chúng ta cần triệt. Đó là câu mà bác sĩ trả lời cho bạn hồi nãy hỏi bác sĩ là cái triệt lông vùng kín á, vùng bikini á, thì có bị đau hay không. Trong một lần đầu mà nếu mà lông vùng nó cứng á, thì sẽ bị đau, đau nhẹ thôi, chịu được. Vậy thì bác sĩ đã trả lời hầu hết các câu hỏi của mấy bạn. Nếu như bạn nào vẫn còn thắc mắc thì mấy bạn nhớ inbox cho bác sĩ ha, hoặc gửi câu hỏi về trên fanpage là PS Nguyễn Phương Thảo luôn, bác sĩ sẽ trả lời câu hỏi cho mọi người. Giờ chúng ta sẽ kết thúc livestream nha. Bye bye.